thắm cánh tay ngắm con ngư say giấc nồng mẹ màng mộng ước đêm. Của MC1 với cái màn hình này ốp mica bên ngoài bóng loáng này mà chỗ này inox ha, và đặc biệt nó hai cái đèn VU như theo nhạc đây rất là đẹp ha, hai kênh left và right luôn, màn hình to hơn thể hiện thông tin, các nút nhấn volume cũng rất là đẹp luôn nè, nhà đọc màu áo chức năng đọc tốt CD, đọc MD và có em full tần số bắt đầu đáp đại việt cho em nghe đài, và có AUX nhà từ điện thoại máy tính hoặc là gắn với Bluetooth bằng ngõ 3.5 ha. Dàn này anh em chỉnh được âm thanh luôn nè, khi sử dụng anh em bấm nút sau để chế độ tăng cường bass ha. Bấm cái nữa thì qua chế độ Elite Wiser thì anh em chọn các cái cài sẵn cái này cho phù hợp với cái thể thích của mình và sử dụng ha. Mình dùng cà phê mình tới chức năng là chức năng CD nha anh em, đọc rất là rõ ha. Rồi mình tới cái chức năng MD, màn hình dàn này còn rất là đẹp ha, cặp loa tép mica, rồi dưới này là loa bass 12 ha, màn giấy là viền vải tẩm rất là bền, là màu gỗ nhìn rất là sang trọng, chất âm rất là hay ha. Rồi mình thấy có chức năng MD, này là dính bụi nè ha, mình chưa có lau luôn, loa góc cạnh đẹp luôn anh em ha. Này sưu tầm sân bay cũng rất là sang luôn. Bán có 900.000 thôi nè, rất là rẻ ha. Taiwan là thương hiệu dùng chung linh kiện Bo với lại Sony nha. Tình thương gửi theo gió chiều, nhờ sử dụng điện 100V. Cái nào có thể bằng hai nút này nha. Hai nút này anh em vừa qua bài này, với cái phát triển của mình. Về anten thì anh em nối chia điện nửa mét vào cái ngõ 75 ohm phía sau là bắt được đài, rất là dễ sử dụng. Rồi chuyển qua chế độ AUX nhà từ điện thoại máy tính hoặc là gắn Bluetooth ha. Qua ngõ 3.5 mình dùng cáp 3.5 ra vùng sàn để kết nối ha. Anh em mua với lòng liên hệ mình 0981333246. Anh em ký kênh nhấn nút thông báo bên phải video hình như chuông để nhận video mới nhất từ kênh của mình nhé. Hẹn gặp lại anh em.